Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Họp tiểu ban nội dung cho ý kiến dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Gần 151.000 học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới. Khai giảng năm học mới của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Thành tựu 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng tiểu ban nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, chủ trì cuộc họp nhằm cho ý kiến đối với dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên tiểu ban nội dung, thành viên tổ biên tập. Thảo luận tại cuộc họp, đa số đại biểu đều đồng tình và đánh giá dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, bao quát các lĩnh vực, kết cấu bố cục khá khoa học, chặt chẽ. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến để tiểu ban nội dung tiếp tục bổ sung hoàn thiện đề cương để xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, như cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chủ đề đại hội, cần bổ sung làm rõ các biểu mẫu, phụ lục, chỉ tiêu về du lịch, kinh tế số, y tế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trách nhiệm của các tổ chuyên đề, tổ biên tập đã tham mưu đề cương, báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh, sau khi thảo luận, tiểu ban nội dung đã thống nhất với phương án lựa chọn chủ đề đại hội là phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, năng động, đột phá, nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu trở thành tỉnh thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao của cả nước. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chủ đề trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị để đảm bảo phù hợp giữa chủ đề đại hội với các nội dung văn kiện. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh cũng nhấn mạnh, tiểu ban nội dung thống nhất với phương châm của đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Thống nhất với bố cục, kết cấu của báo cáo chính trị bao gồm hai phần là đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn tại chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời thống nhất đối với 23 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030 được nêu ra trong dự thảo. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tiểu ban nội dung cơ bản thống nhất xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở kế thừa các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh cũng đề nghị tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tiểu ban nội dung tại cuộc họp để nghiên cứu hoàn thiện các văn bản liên quan trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức phản ánh không khí khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, cùng với học sinh cả nước, gần 151.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chính thức bước vào năm học mới 2024-2025, đến chung vui ngày khai giảng năm học mới cùng thầy trò trường Liên cấp Hoa Sen có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng thầy và trò trường Liên cấp Hoa Sen nhân dịp năm học mới, đồng thời biểu dương những kết quả thành tích đã đạt được của trường trong thời gian qua. Đồng chí Phạm Văn Hậu nhấn mạnh, năm học 2024-2025 là năm chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai ở tất cả các lớp học, từ lớp 1 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Do đó, các thầy và cô trường Liên cấp Hoa Sen còn nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa để không chỉ xây dựng thương hiệu riêng cho trường mà còn góp phần cùng tỉnh nhà nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng giáo viên, học sinh trường Liên cấp Hoa Sen. Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hậu và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng 6 suất học bổng cho 6 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đạt được qua 15 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt năm học vừa qua, 100% học sinh của trường đều đạt học lực khá giỏi, 24 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Đặc biệt có một học sinh tham dự Olympic vật lý châu Âu tại Georgia năm 2024. 100% học sinh khối 12 trúng tuyển vào các trường đại học. Đồng chí Trần Quốc Nam mong muốn mỗi thầy cô giáo của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn luôn luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại vào giảng dạy, đồng thời luôn tu dưỡng đạo đức là tấm gương để học sinh noi theo. Đối với các em học sinh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các em phải nỗ lực học tập, rèn luyện tư cách đạo đức, phẩm chất ngay từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó cần rèn luyện kỹ năng sống, trau dồi kiến thức. Học phải đi đôi với hành, rèn luyện thể chất, tinh thần, khát vọng vươn lên, trở thành những công dân tốt, có những đóng góp xứng đáng cho quê hương đất nước. Dịp này, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Ninh Thuận trao 6 suất học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tác, huyện Bạc Ái. Năm học vừa qua, trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tác đã tập trung đổi mới công tác quản lý, phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ trong dạy học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 60%. Kết quả các môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học thuộc top 5 của tỉnh và có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ giáo viên nhà trường trong năm học qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động số 235 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Dịp này, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tác bước vào năm học mới. Sáng nay, trường Trung học phổ thông An Phước, huyện Ninh Phước cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đến dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông An Phước có 15% học sinh giỏi toàn diện và học sinh xuất sắc, 6 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh cuộc thi tiếng Anh trên Internet, 1 học sinh đạt giải nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên 99,53%. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông An Phước trong năm học qua. Bước vào năm học mới, đồng chí Lê Huyền mong muốn tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục đổi mới công tác dạy và học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, tự chủ, sáng tạo, quan tâm xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo trường học an toàn, an ninh, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường, chủ động ra soát, bổ sung trang thiết bị, sách giáo khoa và vật tư thiết yếu để đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sáng nay, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại trường Trung học phổ thông Tháp Chàm. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả mà trường Trung học phổ thông Tháp Chàm đạt được trong năm học 2023-2024. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị, bước vào năm học mới 2024-2025, nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tập trung phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện tốt nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, tự chủ, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Tháp Chàm nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Trong không khí của ngày hội khai trường, sáng nay học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng nô nức đón mừng lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.
Năm học 2024-2025, toàn thành phố có 36.749 học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Các trường học đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong năm 2024, thành phố đã đầu tư xây dựng mới 95 phòng học với tổng kinh phí 126,8 tỷ đồng, sửa chữa cơ sở vật chất với tổng kinh phí gần 8,4 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học gần 4,6 tỷ đồng. Đây là cơ sở để các trường tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới trong quản lý, chấn chỉnh, kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục, đạo đức, phát triển năng khiếu của học sinh và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2024-2025, đến dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh có trên 60% học sinh học lực khá giỏi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,9%. Trên 80% học sinh tốt nghiệp đủ điểm xét tuyển vào các trường đại học. Năm học 2024-2025, Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh tiếp nhận 360 em học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.000 học sinh. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong năm học này, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số trong dạy và học, đồng thời tập trung đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cũng trong sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Đồng, huyện Ninh Phước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, đến dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương ghi nhận những thành tích mà thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Đồng đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát huy tối đa năng lực, tạo môi trường tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện, đồng thời mong muốn các em không ngừng học tập, tích cực tích lũy kiến thức, trau dồi đạo đức lối sống, trở thành những công dân tốt. Dịp này, Ngân hàng Sacombank và Vietcombank Ninh Thuận trao tặng 9 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Cũng trong sáng nay, 11.798 học sinh ở cả 4 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở huyện Thuận Nam đã bước vào năm học mới 2024-2025. Năm học mới 2024-2025, huyện Thuận Nam có 26 cơ sở trường học với 346 lớp học. Đội ngũ giáo viên toàn huyện được bố trí tăng lên 598 người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu 15 giáo viên ở hai cấp học mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Số học sinh đầu cấp ra lớp đều tăng so với năm học 2023-2024. Năm học này, huyện Thuận Nam có 11.798 học sinh. Để đáp ứng cơ sở vật chất cho năm học mới, trước ngày khai giảng, huyện Thuận Nam cũng đầu tư xây mới, sửa chữa 27 phòng học và phòng chức năng, và đến nay không còn phải bố trí học nhờ, học tạm. Bước vào năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục huyện Thuận Nam quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác giáo dục thể chất, bảo đảm an toàn trường học, phấn đấu xây dựng một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, qua đó nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 16 trường. Ngày đầu năm học mới, lãnh đạo huyện Thuận Nam đã chỉ đạo chính quyền các địa phương phải đặc biệt quan tâm, chăm lo đối với các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, bảo đảm các em đều được đến trường. Cùng với ngành giáo dục cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, hơn 2.000 giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi cũng hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Phát huy thành tích đạt được với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong năm học này, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi sẽ tạo dựng môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập và rèn luyện, có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, vững về chuyên môn, giao lòng tự trọng và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước. Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Sacombank trao tặng 6 suất học bổng tổng trị giá 12 triệu đồng, Ngân hàng Quân đội MB Bank, chi nhánh Ninh Thuận tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng và các cựu học sinh của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đã trao tặng 22 suất học bổng trị giá 22 triệu đồng
và 5 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Sáng ngày 5 tháng 9, hơn 1.900 học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An cũng nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Năm học 2024-2025, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đón 660 học sinh vào lớp 10, nâng sĩ số học sinh toàn trường lên 1.904 em với 45 lớp học. Trong năm học mới, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, hướng đến xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại buổi lễ, ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đã khen thưởng cho 30 học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc của nhà trường, đồng thời trao tặng 16 suất học bổng và 20 phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Sáng ngày 5 tháng 9, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận cũng tổ chức khai giảng năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận có 41 lớp với 850 học sinh. Với chủ đề Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương, năm học 2024-2025, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận tập trung đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tích hợp trong các môn học, xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực trong học sinh, triển khai các nội dung chương trình giáo dục phổ thông đối với các lớp, các cấp học một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nhằm phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách, kỹ năng và thái độ của học sinh, cải thiện và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và giải học sinh giỏi các cấp, phát triển và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của nhà trường. Nhân dịp khai giảng năm học mới, chiều ngày 5 tháng 9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức trao học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được Hội Bảo trợ mổ tim. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, ở làng Chăm Lương Tri, xã Nhân Sơn, huyện Ninh Sơn, ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của các bé sinh tư có tên Ánh Vàng, Ánh Ngọc, Ánh Kim, Ánh Cương. Trong ngày khai giảng năm học mới, cùng với các bạn cùng trang lứa, các em cũng tung tăng đến trường trong niềm hân hoan hạnh phúc. Sáng nay, chị Hậu dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho 4 đứa con bước vào năm học mới. Dù bận việc đồng áng, nhưng chị Hậu vẫn tranh thủ đưa con đến trường. Chị Hậu đặt tên cho 4 người con sinh tư lần lượt là Vàng, Ngọc, Kim, Cương. Như hàm ý, các con chính là tài sản quý giá nhất của mình. Và đó cũng là mong ước các con nỗ lực vươn lên. Thằng anh hai thì hớ thành Ngọc, còn thằng anh thứ ba là hớ thành Vàng. Còn chị ba là hớ Ánh Kim, với lại em Út là hớ Ánh Cương. Nguyện ước mấy đứa sau này nó thành tài giúp đỡ cho cha mẹ nữa. Năm nay, hai anh trai là Vàng và Ngọc vào học lớp 4B, còn hai em gái là Kim và Cương nhận lớp 4C. Vẻ ngoài xinh xắn, các em luôn nổi bật so với các bạn cùng trang lứa trong ngày tựu trường. Năm học mới con sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi và vâng lời thầy cô. Sau lễ khai giảng, học sinh trường tiểu học Nhân Sơn B được các giáo viên chủ nhiệm mới phổ biến thầy khóa biểu. Riêng 4 em Vàng, Ngọc, Kim, Cương luôn được các cô quan tâm đặc biệt. Thì mình sẽ có cái hướng là thứ nhất là sẽ quan tâm nhiều hơn cho các bạn được khá giỏi, kèm cặp nhiều, và cũng đề nghị bên lại nhà trường cũng quan tâm đến cái vấn đề là bên chính sách ấy, ví dụ như là các em có những cái phần được hỗ trợ, các cái vấn đề như là hỗ trợ học bổng trong năm này, rồi thì là hỗ trợ gia đình nghèo. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em Vàng, Ngọc, Kim, Cương vẫn có được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn trong ngày khai giảng năm học mới. Sự chăm lo của gia đình, sự quan tâm của nhà trường và xã hội sẽ là động lực để các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập, viết tiếp ước mơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2015, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận là nơi dạy văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh đang mắc cái chứng chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ. Trong không khí hân hoan ngày tựu trường của cả nước, sáng nay, ngôi trường đặc biệt này cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 trang nghiêm nhưng vô cùng xúc động. Trong khi nhiều trường học bắt đầu làm lễ khai giảng,
thì những thầy cô giáo tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận vẫn kiên nhẫn chờ đợi đón từng học sinh. Mọi việc diễn ra trong sự nhẫn nại của phụ huynh và thầy cô để các em vào chỗ ngồi ổn định. Những bậc phụ huynh đến dự khai giảng hầu như đã quen mặt, biết tên từng đứa trẻ, nhưng cũng có những phụ huynh bỡ ngỡ khi lần đầu đưa con đến học tại đây. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ đưa con trai vượt chặng đường hơn 50 km từ Sông Pha đến dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời. Con chị được xếp vào lớp can thiệp sớm dành cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Rất là vui vì được con em được đi học trường trong trường. Cũng năm mới thì cũng mong là mọi điều thuận lợi rồi tất cả mọi việc là đều tốt cho các cháu. Năm học 2024-2025, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận đón 55 em học sinh mới, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 80 em. Các em được chia thành 8 lớp, trong đó có một lớp tự kỷ, một lớp khiếm thính, một lớp phát triển kỹ năng cơ bản, hai lớp khuyết tật trí tuệ và 3 lớp can thiệp sớm. Tuy số lượng học sinh không nhiều, nhưng buổi lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng, đặc biệt là những tiết mục văn nghệ được thầy cô và các em học sinh chuẩn bị bài bản công phu. Hôm qua em thấy trường, mẹ giáp tay từng ngỡ. Hôm nay mẹ lên nước, một mình em tới lớp. Khám rừng thơm đôi vắng, nước xuôi trong thầm thì có xòe ô che nắng. Đây là tiết mục văn nghệ vô cùng đặc biệt do các em khiếm thính biểu diễn bằng những ký hiệu, những bàn tay biết hát. Bằng ngôn ngữ đặc biệt, không âm thanh, tiếng nói, nhưng ẩn trong đó là sự diệu kỳ giúp gắn kết những tâm hồn với nhau. Với các em học sinh bình thường thì việc hát múa không quá khó khăn. Song để có thể hướng dẫn các em học sinh này từng động tác là công việc chẳng hề đơn giản. Để bé thuộc lòng một cái bài hát á, thì cũng 3-4 tháng gì á, là giờ ra chơi nào cũng tập. Mình sẽ tập từng từ, sau đó sẽ ráp lại thành câu rồi ráp lại thành bài hát. Mỗi lần mà coi tiết mục đây là xúc động lắm, không mình kìm nước mắt không có được, thấy thương mấy bé. Mình cũng hy vọng là mấy bé học ở đây là ngày nào mỗi ngày cũng đều tiến bộ để có thể ra hòa nhập được với xã hội. Sau tiếng trống trường báo hiệu buổi khai giảng chính thức bắt đầu, các em được đưa về lớp làm quen với những người bạn mới đến và gặp gỡ những người thầy, người cô, những người mẹ hiền thứ hai kể từ đây. Với tâm huyết của nghề giáo, tôi tin tưởng với đội ngũ của trung tâm chúng tôi sẽ giúp đỡ được các em để sớm hòa nhập. Bằng chính tình yêu thương, sự kiên trì của thầy cô giáo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận sẽ là mái nhà chung, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các bậc cha mẹ có con em không may mắn, thắp lên niềm tin, hy vọng cho trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Sáng ngày 5 tháng 9, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Thuận Bắc về việc chị TTH, sinh năm 2005, trú tại huyện Thuận Bắc, bị lừa sang Campuchia lao động vào tháng 6 năm 2024. Đến khoảng 5 giờ ngày 31 tháng 8, thì một công ty ở Campuchia liên lạc về gia đình yêu cầu chuyển 93 triệu đồng để chuộc TTH về Việt Nam và đánh đập TTH gây sức ép. Lên mạng kiếm công việc làm. Thì cháu nói với lại một đứa nó phương cụ đi, mà vô tới Sài Gòn á là như cháu nó bị gạt đi qua Campuchia, là cháu nó điện về nó đòi tiền dục. Theo chị TTH kể, ban đầu chị tìm việc trên mạng xã hội và bị các đối tượng lừa đưa lên xe chở đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và sau đó qua Campuchia rồi bị bán cho một công ty nước ngoài. Tại đây, các đối tượng yêu cầu chị TTH lên mạng xã hội lừa đảo những người trong nước bằng các chiêu trò huy động vốn theo hướng dẫn của họ.
Do làm việc không hiệu quả nên chị TTH đã nhiều lần bị đánh đập và 3 lần bị bán qua các công ty khác nhau cùng làm một việc là lừa đảo trên mạng xã hội. Mỗi ngày mà không có khách trên app là nó bắt là có khi là thục xì dầu, rồi có khi là bắt ăn ớt. Một ngày mà không có khách trên app là một trái ớt còn không có nhân lên. Còn thịt xì dầu là có khi 1.000, 2.000, 3.000 cái. Nó lấy gậy sắt nó quýnh, rồi bữa đó là không là nó quýnh em là 120 cây. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để liên lạc và xác định nơi chị TTH đang ở. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Campuchia chặn xe ô tô giải cứu chị TTH vào lúc 11h30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong bản di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Thực hiện lời dạy của Bác, đảng và nhà nước ta đã luôn nỗ lực đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, không ngừng đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, bền vững, có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi giới thiệu trong mục 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay. Thực thi đường lối đối ngoại đúng đắn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay nước ta đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước. Trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Đặc biệt, nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, tổ chức Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Dưới sự lãnh đạo của đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lý luận chính sách ngoại giao cây tre đã tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn, tạo nên vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 55 năm qua, tư tưởng và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã trọn đời cống hiến và hy sinh. Những thành tựu to lớn đạt được sau 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là động lực để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi giới thiệu trong mục 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 5 tháng 9, ngày 6 tháng 9 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Thành phố Nha Trang từ Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu ở vùng núi, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau.
Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh.